Hãy gom 5 tài khoản chứng khoán và đăng ký trở thành cộng tác viên của eBroker. Bạn phụ trách mở tài khoản và nhận hoa hồng. Chúng tôi phụ trách tư vấn đầu tư và hỗ trợ khách hàng. Cộng tác viên nhận hoa hồng từ 15 cho đến 25% phí giao dịch. Xem thêm thông tin chi tiết và đăng ký làm cộng tác viên tại website đầututudou.net, hotline 0981084636. Xin chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Đầu tư từ đâu. Chúng ta bắt đầu phần nhận định thị trường phiên ngày hôm nay. Như vậy là kết phiên là thị trường giảm 4%, VN Index thủng vùng 1.100 và với thanh khoản chỉ hơn 11.000 tỷ. Rõ ràng là điều này thể hiện là tâm lý của thị trường đang rất là yếu. Trước đây khi mà thị trường giảm mạnh lên đến 4-5% như vậy thì bao giờ lực cầu mua bắt đáy mua rẻ cũng rất là lớn. Nhưng khi mà thị trường giảm phiên ngày hôm nay nhìn thấy là cái thanh khoản chỉ lên đến 11.500 nghìn tỷ, điều này thể hiện là cái tâm lý đã các nhà đầu tư cá nhân đã khá là chán nản. Bản chất chúng ta thấy rằng là thị trường chung VN Index khi mà thủng đường Fibo 0.5 cái vùng 1.094 như vậy, nó đang gây nên một cái hiệu ứng khá là tiêu cực. Bản chất chúng ta nhìn thấy là ngày hôm nay là lực bán ra phần lớn từ nhà đầu tư nước ngoài, đấy, áp lực bán ra rất là mạnh. Và như chúng ta đã chia sẻ với nhau là bây giờ rất là khó kỳ vọng câu chuyện ngắn hạn có thể sinh lời. Bây giờ chúng ta nếu mà chúng ta tư duy, chúng ta chỉ có thể tư duy là gì? Thị trường giảm là cái cơ hội để chúng ta có được cái điểm mua tốt về dài hạn thôi, chứ bây giờ nghĩ về ngắn hạn thì chúng ta thấy là gần đây nếu mà nhìn vào nhóm VN30 thì chúng ta rõ nhất, tức là đại diện cho nhóm VN30, tức là các cái cổ phiếu mà vốn lớn nhất, thì một tháng gần đây chúng ta thấy là chưa lúc nào cái tỷ suất bình quân một tuần của nhóm VN30 là dương. Tức là gần như là các nhà đầu tư nếu mà mua vào những cái cổ phiếu lớn, những cổ phiếu hàng đầu, là hầu như là nếu mà tư duy theo chiều ngắn hạn là đều một là gồng lỗ, hai là phải cắt lỗ. Đấy, những cái lúc mà thấp nhất thì cũng chỉ mua về là coi như hòa, âm 0.25. Còn như ngày hôm nay nếu mà các nhà đầu tư nào mua cách đây 5 phiên thì cũng lỗ đến gần 7%, âm 6.85%. Rồi là xác suất thành công cũng chỉ 7%, rất là khó. Và với cái tín hiệu như thế này thì rõ ràng là câu chuyện ngắn hạn bây giờ chúng ta, nếu mà tôi tư duy ở chiều ngắn hạn, bây giờ tôi cũng chỉ tư duy là nếu bây giờ có mua thì cũng phải tính, nếu mà ở chiều ngắn hạn nhá, bây giờ mua ở điểm nào không biết, nhưng bây giờ nếu mà điểm bán thì cũng chỉ dám nghĩ rằng là có thể bán được quanh vùng 1.100 của VN Index thôi. Chứ bây giờ nếu mà như trước đó là chúng ta cũng chỉ lạc quan lắm là chúng ta cũng hy vọng là có thể là người mua người ta chấp nhận lên cái vùng cản, tức là kháng cự cũ, tức là vùng 1.145. Nhưng rõ ràng là với cái diễn biến phiên thứ 6 tuần vừa, cuối phiên thứ 6 tuần vừa rồi của thị trường chứng khoán Mỹ ấy, và tiếp tục giảm 500 điểm, và chúng ta nhìn thấy chỉ số Dow Jones hoàn toàn có thể giảm tiếp. Chỉ số Dow Jones bây giờ là như chúng ta phân tích là bây giờ cái ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là vùng 27.600, và với cái bây giờ đóng cửa của ngày thứ 6 là 28.700 thì cái dư địa vẫn còn 1.000 điểm nữa, nghĩa là khả năng vẫn giảm. Thế thì thị trường chứng khoán đang tâm lý rất là yếu, lực cầu ngắn hạn không có, nhà đầu tư tổ chức thì vẫn bán ra liên tục, và chúng ta quan sát những cái số liệu về rút dòng tiền chỉ riêng của quỹ ETF Diamond thì chúng ta thấy là tháng 7, tháng 8, tháng 9 đều đang rút dòng, và bình quân là mỗi tháng rút dòng cũng cả 500-600 tỷ. Thì cái điều này chỉ riêng quỹ Diamond ETF thôi, thì các cái quỹ khác nó cũng tương tự, và nó sẽ gây nên sức ép bán tiếp tục trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thế thì bây giờ cái câu chuyện thế thì bây giờ cái ngưỡng hỗ trợ nào cho VN Index? Đầu tiên là chúng ta chắc chắn là cái chiều ngắn hạn là các anh chị nói chung là bây giờ phải chờ thôi, theo dõi thôi. Nếu các anh chị nào thiên hướng là nghĩ về ngắn hạn thì tôi nghĩ cứ phải chờ. Bây giờ cũng không biết nó cân bằng ở đâu, nhưng ít nhất chúng ta đấy, như chúng ta chia sẻ với nhau, phải chờ ít nhất là sức mạnh VN30 và sức mạnh thị trường cùng sang mạnh dần, thì khi đó chúng ta mới có thể có hy vọng vào chiều ngắn hạn có thể sinh lời được. Chứ bây giờ chiều ngắn hạn, bây giờ phe short vẫn chiếm ưu thế, và thậm chí là những người đang short sell là vẫn còn hướng đến những cái mục tiêu là như hệ thống tính toán là hoàn toàn có thể VN30 về quanh cái khu vực 1.000 điểm. Đấy, tức là chúng ta cũng phải dự phòng cái trường hợp như vậy. Xác suất lãi là 7%,
bình quân lãi lỗ trong vòng một tuần là gần 7%, âm 7%. Rồi sức mạnh thị trường chung chúng ta lấy là bây giờ xác suất lãi có 6% thôi. Rồi bình quân lãi lỗ trong vòng một tuần gần nhất là âm 10,5%, tức là gần như là không có cơ hội gì trong ngắn hạn để có thể sinh lời được với những cái diễn biến như hiện tại. Rồi chúng ta quan sát những cái chiến lược ngắn hạn đo lường, chúng ta thấy bây giờ danh mục tổng hợp trên công cụ khuyến nghị Fit là ngày cuối ngày hôm nay không có mã nào, tức là bây giờ gần như là không có cửa trong ngắn hạn, ít nhất là tư duy theo những cái tín hiệu đang xảy ra trên thị trường, mọi thứ là tốt cũng bị bán, xấu cũng bị bán. Đấy, có rất nhiều các cổ phiếu tí nữa chúng ta sẽ nhìn thấy là dưới cả giá trị sổ sách rồi cũng sàn. Đấy, thì với cái tâm lý như vậy thì bây giờ nếu mà anh chị nào thiên về ngắn hạn chắc là chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn theo dõi. Còn đối với cả cái ngưỡng hỗ trợ mà tôi nghĩ rằng là đối với VN Index trước mắt thì chắc là bây giờ chúng ta cũng nhìn đến cái ngưỡng hỗ trợ tiếp theo. Tại vì giờ ngưỡng hỗ trợ 0.5 có thể sẽ cân bằng, hôm nay có thể quá đà, mai ngày kia cân bằng, nhưng thực ra nếu mà mở vị thế ở đây tôi nghĩ là cũng khó ăn về ngắn hạn nhé. Tôi không nói về dài hạn mà tôi chỉ nói về ngắn hạn thôi. Thế thì khi mà khó ăn như vậy thì chưa chắc là dòng tiền sẽ tham lam và có thể nó sẽ không tạo được nhiều các hiệu ứng gì đi lên trong ngắn hạn mạnh ở cái vùng giá này. Thế còn câu chuyện nếu mà sâu hơn, ngưỡng hỗ trợ sâu hơn để có thể kích thích lòng tham của dòng tiền lên thì có thể sẽ phải ngưỡng Fibo 0.618 vùng 990, có thể cộng trừ 10 điểm ở đây, tức là loanh quanh cái vùng 1.000 thì có thể lên cái vùng này mới kích thích lòng tham. Đấy, bản chất là chúng ta cũng nhìn thấy là với cái phiên ngày hôm nay với thanh khoản này nói lên tất cả. Đấy, các anh chị thấy là với 11.000 tỷ mọi khi với những cái phiên giảm mạnh như thế này chúng ta chứng kiến thậm chí có lúc thanh khoản lên đến tận 16-17.000 tỷ. Nhưng với hôm nay về đến 1.100 rồi, thủng rồi, rất nhiều cổ phiếu đẹp như Hòa Phát, như Sàn Hết. Đấy, những cái cổ phiếu như là Techcombank này, rồi là như là Hòa Phát này, chúng ta thấy đều sàn nhưng cũng dòng tiền cũng không quá là đoái hoài và thanh khoản cũng không tăng được lên. Thế thì có thể sẽ phải tìm cái vùng hỗ trợ sâu hơn. Thế thì nếu mà chúng ta tư duy ngắn hạn thì chúng ta đợi xem là ngưỡng hỗ trợ sâu hơn liệu có về 1.000 không, và nếu về đến đấy thì chúng ta nên chú ý những cổ phiếu nào. Thế thì trở lại cái câu chuyện thôi, bây giờ ngắn hạn thì không, chúng ta không nói, nhưng bây giờ thế là chú ý những cổ phiếu nào. Đấy, tại vì thực ra là kể cả chúng ta tư duy như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta luôn luôn có thời gian để chúng ta cần theo dõi. Tại vì thực ra quan điểm của tôi là thị trường xuống sâu nó làm cơ hội. Đấy, ví dụ như là giai đoạn 2020 lúc xấu đến lúc không ai ngờ đến được. Đấy, VN Index về đến cái vùng 650 sau đó tạo đáy đi lên rất là mạnh. Sau đó là một bằng chứng để cho chúng ta thấy là khủng hoảng giảm mạnh là một cái cơ hội thôi. Nhưng giai đoạn đó nếu mà nhìn vào VN Index thì chúng ta nhìn thấy là thời điểm đó là xuống đến tận cái Fibo 0.786. Đấy, thì thực ra trong năm nay thì tôi nghĩ rằng tại trường hợp, tại vì giai đoạn có thể hơi khác một chút 2018, tức là 2018 thì giai đoạn đó thì lãi suất chứng khoán của Mỹ cũng đi lên, cũng tăng nhưng nó cũng không có những cái dấu hiệu suy thoái. Thế thì năm nay thì có thể nó khác đi, bởi vì là năm nay ngoài cái vấn đề lãi suất tăng rồi còn lo lắng những vấn đề suy thoái nữa, nên có thể thị trường chứng khoán Mỹ nó có thể xấu, tiếp tục xấu, và nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thế thì trước mắt thì tôi cũng không dám nghĩ đến cái Fibo 0.786 diễn ra giống 2020, mà tôi cũng mới chỉ nghĩ đến cái Fibo 0.618 thôi. Nhưng chắc chắn bây giờ với cái Fibo 0.5 thì cũng lo ngại là vùng này 0.5 là khó ăn tiền rồi. Thế nên nếu mà chúng ta chờ đợi thì chúng ta chờ đợi đến cái Fibo 0.618 xem như thế nào. Còn nếu mà nói đến cái Fibo 0.786 hiện tại, tức là cái vùng tư duy, cái vùng 850, thì tôi nghĩ là trong ngắn hạn chắc là chúng ta cũng chưa nên nghĩ đến vùng này. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta nhìn một số các cái cổ phiếu đáng chú ý. Thì trong những cái lúc như thế này, biết là cơ hội nhưng chúng ta cũng vẫn sẽ phải rất là bình tĩnh, bởi vì chúng ta biết là cái cơ hội này ngắn hạn nó cũng chưa thể nào mà có một cái sự dịch chuyển quá lớn, trừ phi nó chiết khấu thêm đủ độ hấp dẫn. Thế thì nhưng chúng ta vẫn sẽ cần quan sát những cái cổ phiếu đáng chú ý trên thị trường để xem là những cái cổ phiếu này nó sẽ chuyển động như thế nào, nó tìm về đâu thì sẽ chúng ta gọi là những cái vùng hấp dẫn, và chúng ta có nên tham gia hay không, hay là tham gia một cái tỷ trọng như thế nào. Thế thì chúng ta trước hết chúng ta phải tìm những cái danh mục cổ phiếu quan tâm. Thế thì thông thường những cái lúc như thế này thì các anh chị nên sử dụng máy lọc cổ phiếu. Rồi, cập nhật ngày mới nhất để chúng ta cùng nhìn xem là những cái gì đáng chú ý. Thông thường khi vào những cái giai đoạn khó khăn như thế này thì tôi sẽ tập trung hơn vào những cái cổ phiếu mà nằm trong các cái rổ chỉ số ETF đáng chú ý trên thị trường. Hiện tại trên công cụ
máy lọc cổ phiếu thì chúng tôi để là những cái cổ phiếu trong VN30 và VN Diamond, thì chúng ta sẽ quan tâm đến những cái cổ phiếu này. Tại sao chúng ta lại quan tâm đến những cổ phiếu này? Bởi vì bản chất chúng ta thấy rằng là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là trong các cái rổ VN30, VN Diamond đang bị rút tiền, chính là cái nguồn cơn khiến cho là thị trường đang giảm. Đấy, và khi mà những cái cổ phiếu này giảm về những cái giá hấp dẫn, đấy, tạo đáy, tại vì bây giờ đang dòng tiền rút dòng ra thì nó giảm vì các quỹ sẽ phải bán ra, nhưng đến khi mà giảm đến mức độ nhất định thì dòng tiền bán sẽ dừng lại, thậm chí sẽ tiền sẽ hút dòng, thấy giá hấp dẫn, hút dòng trở lại, và những cái cổ phiếu này dễ quay trở lại đầu tiên, đấy, dẫn dắt thị trường lên. Cái gì tôi khởi động từ đâu và cũng sẽ kết thúc từ đó. Đấy, thì đâu là nhóm cổ phiếu khởi động của cái đà giảm của thị trường thì có thể nó sẽ giúp cho thị trường kết thúc, nên chúng ta phải quan sát cái nhóm này rất là chặt chẽ. Rồi là chúng ta sẽ chọn lọc. Đấy, như vậy là trong cái nhóm này chúng ta sẽ thấy là có khoảng 36 trường hợp thì nằm trong cả trong nhóm VN30, hoặc là nằm trong nhóm Diamond, hoặc là nằm trong cả hai. Thế thì chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn những cái cổ phiếu tốt. Thì tốt theo mặt cơ bản thì như tôi chia sẻ thì nó có 3 phần tốt. Thứ nhất là một là giá trị A, hai là tăng trưởng A, ba là cơ bản A. Thế chúng ta đi từng nhóm một. Đầu tiên là nhóm giá trị A, xem có những cổ phiếu nào đáng chú ý. Như vậy ở đây chúng ta thấy là, và chúng ta nhớ là sắp xếp theo chiều là giảm dần, tức là đã chiết khấu đủ sâu. Như vậy là trong nhóm này thì Techcombank là chiết khấu sâu nhất, là nhóm ngân hàng OCB, MSB thì đều là nhóm ngân hàng thì thôi. Trong nhóm này chúng ta lưu ý Techcombank và thêm HPG. Như vậy là Techcombank là phần trăm tháng chiết khấu 22% và HPG là -17%. Thế thì chúng ta chú ý hai cổ phiếu này. Thế thì bây giờ hai cổ phiếu này thì chú ý thì chú ý, nhưng giá nào thì có thể là xem xét, hoặc là có thể tư duy ngắn hạn thì thôi, chúng ta cứ tư duy ngắn hạn. Bây giờ chúng ta không tư duy vội mà chúng ta chỉ xem xét về mặt mua để gọi là tích sản giữ lâu, hoặc là chúng ta có thể chờ thị trường ổn định sang thường. Tôi nghĩ là qua giai đoạn ổn định chắc phải chờ đến lúc mà xu hướng lãi suất bắt đầu là tạo đỉnh, ít nhất là tạo đỉnh thì có thể lúc đấy mới là đáy của chứng khoán. Còn bây giờ với xu hướng lãi suất đang tăng dần thì chúng ta cũng chưa nên hy vọng là thị trường chứng khoán tạo được cái đáy cứng đâu. Đấy, có đáy, có chăng là đáy mềm rồi tạo những cái sóng hồi. Đấy, và tư duy bây giờ ví dụ như là Techcombank thì tư duy như nào bây giờ? Techcombank thì như chúng ta cũng thấy rằng là cổ phiếu này đã xuống dưới cái Fibo 0.618 rồi, dưới vùng 31 rồi. Thì trước đó là chúng ta cũng đã khảo sát cổ phiếu này dựa vào cái việc sử dụng Fibo thoái lui ở cái chu kỳ trước. Thì Techcombank thì do là niêm yết từ năm 2018 nên năm ra là chúng ta không dùng được cái tham chiếu sử dụng vào Fibo thoái lui để xem cái vùng mua dài hạn của Techcombank ở vùng giá nào. Thì chúng ta quay sang, chúng ta nhìn đành phải dùng một cái công cụ thứ hai là cái giá trị sổ sách của Techcombank. Thế thì giá trị sổ sách của Techcombank bây giờ nó rơi vào cái vùng là khoảng độ 28.85, tức là chúng ta gọi là làm tròn là 29 đi cho dễ tư duy. Như vậy là nếu mà ở chiều giá hấp dẫn đối với Techcombank thì tôi nghĩ rằng là dưới 21, dưới 31 đã đủ hấp dẫn rồi, nhưng bởi vì là cổ phiếu này chúng ta muốn tìm một cái vùng mà chúng ta gọi là tương đối tối ưu, tại vì thị trường này nó vẫn giảm, có khả năng vẫn giảm tiếp. Đấy, thì chúng ta có thể tư duy hiện tại cũng 30.25 rồi. Như vậy nếu mà ngày mai giảm sâu nữa thôi là bắt đầu dưới cái giá 29, tức là dưới cái giá sổ sách của Techcombank. Nếu cẩn thận thì chúng ta có thể tư duy theo cái Fibo 0.786, vùng 23.75, tức là vùng 24. Nhưng tôi nghĩ là hoàn toàn là bắt đầu từ cái vùng dưới 29 là có thể quan tâm đối với Techcombank được rồi. Đấy, chỉ có điều là bây giờ điểm mua chúng ta nên xây dựng như thế nào. Thực ra có rất nhiều nhà đầu tư cũng bảo là nếu mà thôi khó khăn quá, khó tính quá, có thể là chờ bối cảnh dễ dàng, tôi chấp nhận mua cao một tí chút, nhưng yếu tố ngắn hạn nó ít rủi ro và khi đấy tôi tham gia tôi yên tâm hơn. Đấy cũng là một cách. Đấy, còn một cách thứ hai là nhiều nhà đầu tư cũng bảo thực ra cũng không biết là ngắn hạn như thế nào là tốt cả, bây giờ tôi chỉ quan tâm là cái giá làm sao cho nó hợp lý thôi. Đồng ý là có thể sẽ giảm thêm, nhưng tôi cần là một cái mức giá hợp lý để mà tôi có thể nắm giữ lâu cổ phiếu này và đạt được một cái hiệu quả trong dài hạn, mặc dù trong ngắn hạn, tại vì họ có thể họ không biết phân tích ngắn hạn như nào, cứ đến lúc ngắn hạn tốt giá cao họ lại không muốn mua. Đấy, có rất nhiều trường phái trên đầu tư trên thị trường. Thế thì nếu mà các anh chị theo dõi ở đây là những người nào mà quan tâm đến doanh nghiệp và quan tâm đến giá thì tôi nghĩ là đối với Techcombank là dưới giá 29 là có thể quan tâm.
Và như tôi đã chia sẻ rồi, chúng ta dự phòng là dưới giá 29 chúng ta canh mua này. Và cái thứ hai là chúng ta biết là cái quá trình khó khăn nó có thể kéo dài thêm. Đấy, kéo dài thêm thậm chí đến hết năm sau, đầu năm sau nữa. Đấy, với cái quan điểm như vậy thì chúng ta có thể chia tiền đầu tư của chúng ta ra thành 15 cho đến 18 phần bằng nhau. Và mỗi tháng chúng ta mua. Và có thể chúng ta mua là dưới 29 chúng ta mới mua. Đấy, chứ còn trên 29 lại không mua nữa. Đấy, chúng ta có thể canh mua là như vậy. Hoặc là chúng ta theo dõi hẳn, chờ đợi hẳn, tại vì tôi nghĩ là năm sau còn xấu thì tôi cứ chờ hẳn đến cuối năm sau xem như thế nào. Đấy, biết đâu lúc nào đó nó lại về dưới giá 29, thậm chí về cái Fibo 0.6786, cái vùng 24, lúc đấy thôi tôi mua gọn luôn, tôi mua toàn bộ số tiền tôi luôn và thôi tôi nhắm mắt lại và tôi cũng không tư duy có thể nó sẽ giảm thêm. Nhưng tôi nghĩ là với cái giá 24 của Techcombank và thấp hơn rất nhiều giá trị sổ sách thì tôi giữ dài về sau tôi cũng không lo lắng lắm. Đấy thì các anh chị có thể lựa chọn cái chiến lược cho nó phù hợp. Nhưng tôi nhấn mạnh là cái vùng giá dưới 29 chúng ta có thể quan tâm, nhưng chúng ta đưa ra một cái chiến lược nào xử lý cho phù hợp. Đấy là ở cái tư duy đầu tư của mỗi người. Cổ phiếu thứ hai là trường hợp của Hòa Phát. Hòa Phát như vậy là chúng ta trước đấy là chúng ta cũng kể với nhau về cái ngưỡng chu kỳ trước của Hòa Phát đúng không? Chu kỳ trước Hòa Phát thì chúng ta có một cái mốc tham chiếu, đấy là giữa Fibo 0.786 và Fibo 0.6.18 đúng không? Đây cái đáy trước đây. Đấy, cái đáy giai đoạn hình thành 2020 đây nó nằm giữa, như chúng ta thấy nó hơi nghiêng về một chút cái vùng 786, tức là có vẻ là cái vùng từ 0.618 và 0.786 chia làm 3 phần thì nó nằm ở 1/3, tức là 1/3 ở phía dưới, tức là gần về cái Fibo 0.786. Như vậy nếu mà chúng ta áp dụng cái cách đó cho với chu kỳ hiện tại chính xác, đấy bây giờ chúng ta cần một cái thước đo chính xác. Vùng 618 là cũng nhiều người bắt đầu mở mua rồi, nhưng nếu mà chính xác để mà theo góc độ là bằng 1/3 đấy, đo lường là chia ra 1/3 3 phần và 1/3 ở phía gần 618 thì nó rơi vào khoảng độ 17. Đấy, còn giá trị sổ sách của Hòa Phát thì bây giờ nó thấp hơn rồi. Giá trị Hòa Phát thì đấy, chúng ta có thể là mua theo giá trị sổ sách. Nhưng đấy, như tôi cũng chia sẻ là chúng ta cũng phải chia ra một chiến lược. Tại vì nhiều khi là tâm lý của chúng ta khi chúng ta mua xong dưới giá trị sổ sách là 22, nhưng sau đó là chứng kiến cổ phiếu xuống 18, thậm chí 17, nhiều khi chúng ta sẽ thấy là sao không để những cái lúc rẻ đấy mua, thì chúng ta phải chia tiền thôi. Đấy, chúng ta không nên tập trung mua tại một điểm, chúng ta phải chia ra. Đấy, tại vì thời điểm khó khăn nó cũng còn dài. Nên đâm ra là đối với cả Hòa Phát thì thực ra là dưới 21 là có thể quan tâm. Đấy, tại vì dưới giá trị sổ sách này, dưới Fibo 0.618 nó có thể tạo đáy bất kỳ một thời điểm nào ở trong cái vùng này. Đấy, hoặc là có thể sẽ phải tụt, nhưng cái tư duy dài hạn chỉ ra là với cái giá này là có thể chấp nhận mua và giữ lâu được. Nếu mà tìm kiếm một cái điểm mua tối ưu có thể vùng 17 đến 18, nếu mà chúng ta chờ đợi đến năm sau cũng là một cái cách mua, hoặc là chúng ta chia ra từ vùng 21 mua dần. Đấy, cứ một tháng, cách một tháng mua một lần. Đấy, và có lúc đấy giá nào cứ dưới, miễn là dưới 21 là được, thì cũng là một cái cách. Thế đối với cả cổ phiếu Hòa Phát, nếu mà tìm mua một cái điểm mua tuyệt đối thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ 17. Đấy, 17 hoặc là 15, 17 gì đó ở quanh cái đoạn này, không đoán được trước đâu. Chúng ta chỉ có đưa ra được cái vùng mua và chúng ta chia tiền làm sao để xử lý cho nó phù hợp. Có thể mua 30% ở giá 31 như tôi chia sẻ, 30% ở giá 18 và 40% ở giá 15, hoặc là chúng ta ví dụ nhiều nhà đầu tư dồn đợi đợt này điều chỉnh, có thể VN Index về quanh cái khu vực 1000 sau đó bật hồi trở lại, thì khi đó có thể Hòa Phát lùi về cái vùng 17 đến 18, lúc đấy mua toàn bộ số tiền luôn cũng được. Các chị có thể lưu ý cách này. Nhưng Hòa Phát thì chuẩn bị đến cái giá hấp dẫn rồi, thì chúng ta tập trung vào Hòa Phát. Techcombank cũng chuẩn bị giá hấp dẫn rồi, nên hai cổ phiếu này là hai cổ phiếu tôi đang ưu tiên nhất. Đấy. Hòa Phát thì cũng có một cái tỷ trọng ở cái vùng 21 rồi. Giờ nếu mà cái điểm mua tiếp theo tôi sẽ chờ đợi quanh cái vùng 18. Thì chắc là nếu mà cổ phiếu Hòa Phát mà lùi đến vùng 18 thì tôi nghĩ chắc là VN Index lúc đó thì nó cũng sẽ quanh 1000. Thì nó cũng rất là ủng hộ cái điểm mua của cổ phiếu với cả VN Index, nó sẽ đồng pha với nhau tạo được một cái cú bật hồi. Thế thì nếu mà Hòa Phát về đến đó xong bật hồi thì hoàn toàn có thể quay lại cái vùng Fibo 0.618 cho đến là giá trị sổ sách. Nó quay lại cái vùng, tôi nghĩ là quay lại cái vùng 22-23 thì cũng là chuyện rất là bình thường thôi. Thế thì nếu mà chúng ta thích ngắn hạn, chúng ta tận dụng một cái nhịp hồi đấy, từ 18 cho đến 23 thì khi đấy chúng ta có thể treo bán ở quanh 22 đến 23 nếu mà chúng ta mua được cái lô 18. Rồi, còn đối với Techcombank thì khi mà mua được cái giá 29 trở xuống rồi thì tôi nghĩ là hoàn toàn nó có thể quay lại cái Fibo 0. Ít nhất là Fibo 0.618, cái vùng khoảng độ 31 thì đâu đó nó cũng sẽ tạo ra một cái lợi nhuận khoảng 10%.
Rồi, đầu tiên là cổ phiếu Techcombank và Hòa Phát, như vậy hai cổ phiếu này sát cái giá có thể xem xét rồi nên chúng ta cũng sẽ phải tập trung. Còn cái việc phân bổ vốn như thế nào thì tùy ở mỗi nhà đầu tư. Còn nếu mà chúng ta không muốn dài hạn, chúng ta không muốn giá rẻ thì chúng ta chờ cho thị trường ổn định, có thể câu chuyện cũng phải sang đến năm sau. Rồi, chúng ta xem về tăng trưởng A xem có những cái cổ phiếu nào không. Chiết khấu sâu. Techcombank có thêm CTG, chúng ta xem CTG ở đây xem có điểm mua CTG không. CTG nếu dựa vào Fibo trong quá khứ hôm trước chúng ta kể là bao nhiêu nhỉ, hình như là 786 đúng không, chu kỳ trước của CTG tạo đáy, đúng rồi, tạo đáy ở khoảng Fibo 0.786, quanh khu vực 0.786 của CTG thì sau đó đi lên. Như vậy là chúng ta hoàn toàn là đối với CTG thì chúng ta có thể là chờ đợi cái ngưỡng này đấy, của CTG đấy. Ngoài ra là chúng ta có thể là chúng ta xem CTG nếu mà với cái vùng hiện tại thì nó sẽ tương đương với cả vùng giá nào đấy, CTG xem là với cái Fibo hiện tại 786, nếu mà theo cái lịch sử thì 786 nó sẽ là vùng khoảng độ 18.5 đúng không? Giá trị sổ sách của CTG như là bắt đầu chạm đến giá trị sổ sách rồi. Giá trị sổ sách của CTG tôi nhớ là dưới 21.5 phải. 21.2. Như vậy là nếu mà giảm thêm nữa là dưới 21.2 rồi, cộng với cả vùng mua tối ưu là khoảng độ 18.7. Thế thì tôi nghĩ là cũng gần đến giá này. Nếu mà thị trường chiết khấu thì 18.7 từ quanh khoảng 19, CTG giảm thêm 10% nữa là bình thường. Thế thì chúng ta có thể xây dựng phương án mua dần khi mà về quanh cái khu vực 19, hoặc là chúng ta tính toán là về đến đây áp dụng theo nguyên tắc trong quá khứ thì có thể mua cả cục. Đấy thì chúng ta mua xong chờ đợi, nhưng thực ra tôi cũng ưu tiên là nên mua chia tiền ra, bởi vì là bản chất chúng ta biết cái quá trình điều chỉnh khó khăn, có thể không điều chỉnh thêm nhưng quá trình khó khăn còn dài, và khi mà quá trình khó khăn còn dài thì bất kể cái gì cũng có thể xảy ra đấy, nên chúng ta lưu ý cái điểm này để chúng ta phân bổ vốn cho nó hợp lý. Như vậy là CTG bây giờ tôi nghĩ rằng là nếu mà giảm thêm về quanh vùng 19 đối với cả ngân hàng thì tôi lại thích hơn trường hợp của Techcombank, nhưng nên nhiều nhà đầu tư lại thích trường hợp CTG đấy. Thì nếu mà anh chị nào thích CTG không thích Techcombank thì có thể quan tâm khi cổ phiếu này về vùng 19 chúng ta có thể mua dần hàng tháng, hoặc là chúng ta mua nhiều một chút. Nhưng tôi nghĩ nếu mua nhiều một chút thì điểm mua đầu tiên chúng ta cứ mua trước khoảng 30% thôi đấy, còn nếu mà chúng ta mua nhiều tối đa tôi nghĩ mua 50% thôi đấy, vẫn để đề phòng là gì, đề phòng thêm một nửa nữa, để đề phòng có nó có những cái mức giá thấp hơn thì sao, đúng không? Tại vì bây giờ thị trường khó khăn thêm một năm nữa thì không biết thế nào mà lần. Như vậy CTG chúng ta tìm thấy là CTG cũng là một cái cổ phiếu hấp dẫn, chuẩn bị về cái vùng giá mua được rồi. Còn như là Tiên Phong Bank hay như Vietcombank thì tôi nghĩ là chiết khấu nó cũng hơi ít, phần trăm tháng mới chiết khấu khoảng độ 14-15% thì tôi nghĩ hơi ít. Nếu mà nhìn xem Tiên Phong Bank, xem nếu mà thích Tiên Phong Bank xem là Tiên Phong Bank thì vùng giá nào. Tiên Phong Bank thì dựa vào Fibo trong quá khứ để đo đo cái điểm mua tối ưu thì chúng ta lại không có, tại vì trong quá khứ nó bắt đầu lên sàn từ 2018 là đỉnh của chu kỳ. Đấy, còn nhìn vào giá trị sổ sách của Tiên Phong Bank thì tôi nhớ như Tiên Phong Bank như giá nó còn thấp nữa cơ. Giá trị sổ sách của Tiên Phong Bank tận 18 cơ. Như vậy là bây giờ nó cũng cách khá là xa. Bây giờ chúng ta chỉ tư duy những cổ phiếu nào còn cách cỡ, tôi nghĩ là cách cỡ khoảng độ 10% hoặc là đang dưới giá trị sổ sách rồi. Đấy thì chúng ta có thể quan tâm, chứ còn nếu mà cách xa quá tôi nghĩ là cái nhịp này cũng khó điều chỉnh về được cái vùng đấy. Đấy, chúng ta có thể là đối với Tiên Phong Bank thì thôi, có quan tâm đến Techcombank hoặc là CTG là ổn lắm rồi. Đấy, chúng ta đến một cái nhóm thứ ba. Cơ bản A đúng không? Cơ bản A. Chúng ta xóa cái tiêu chí là tăng trưởng A đi. Tập trung vào cơ bản A. Cũng sắp xếp theo yếu tố giảm dần thì có SSI này, Techcombank này, MB này, VB Bank này, OCB thì thôi. Đấy, còn Vinhome thì tôi nghĩ là câu chuyện năm nay nhóm bất động sản với chu kỳ lãi suất lên, nhóm bất động sản sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, nên chúng ta thôi cứ tạm gác lại vấn đề nhóm bất động sản. Và Vinhome gần đây cũng có nhiều thông tin ngoài thị trường không tốt lắm nên chúng ta gác lại. Như vậy là chúng ta có thể chú ý nhóm này là SSI này, thêm MB nữa và VP Bank. Đấy, chúng ta nhìn xem là ba cổ phiếu này thì
điểm mua hấp dẫn đâu. Đối với SSI thì trước đấy chúng ta cũng chia sẻ với nhau là cũng dựa vào cái trong quá khứ thì chu kỳ trước nó về tận đáy, đúng không? Đáy của chu kỳ, nên đâm ra là nó không có được một cái ngưỡng tham khảo. Tất nhiên là đối với cả Fibo vùng này cũng hấp dẫn rồi, nhưng ở những cái thời điểm như này chúng ta cần một cái sự tin tưởng hơn, tức là cần nhiều những cái dấu hiệu hơn để chúng ta ra quyết định. Thế thì đối với cả cổ phiếu SSI thì tôi sẽ nhìn nhiều hơn vào giá trị sổ sách. Thì SSI giá trị sổ sách bây giờ của SSI tôi nhớ là khoảng 14.55. Đấy, như vậy tôi sẽ làm tròn ở khoảng độ 15 đi. Thì với cái diễn biến 15 nó sẽ trùng với Fibo 0.786. Như vậy nếu SSI tôi quan tâm đến chiều mua, tôi sẽ tư duy nhiều nếu cổ phiếu này về đến cái vùng quanh quẩn vùng 15 thì có thể bắt đầu mua dần. Đấy, thì tôi nghĩ là về vùng này thì mua thì cũng tương đối yên tâm và có thể cầm dài hơi hơn, và khi thị trường chứng khoán lên thì kiểu gì SSI cũng lên thôi. Đấy, mặc dù là trước đó là vào những cái chu kỳ trước cổ phiếu có thể giảm khỏi cái đáy cũ. Đấy, nhưng giai đoạn này nhìn cái đáy gần nhất năm 2020 cổ phiếu này 5.5 thì tôi nghĩ cũng giai đoạn này cũng rất là khó về. Đấy, thì cũng không thể nào kỳ vọng về cái vùng này để xây dựng để mua được, nên có thể xây dựng từ cái điểm 15 và cũng có thể mua dần, hoặc là mua 30-50% trước, phần còn lại có thể để năm sau. Đấy, để chúng ta tư duy tiếp. Đấy, chúng ta cứ chuẩn bị một cái, tức là chúng ta vẫn phải phòng ngừa để một cái lượng tiền để phòng ngừa có thể thị trường xấu tiếp, có những cái giá chiết khấu sâu hơn thì chúng ta có tiền để chúng ta mua. Tại vì khi chúng ta tư duy dài hạn thì chúng ta phải kiên nhẫn và đừng bao giờ dồn vốn tại một điểm. Đấy, tôi chỉ có khuyên mỗi cái điểm đó thôi. Đấy, và khi mà tư duy dài hạn phải chiết khấu thật sâu, đấy, thật hấp dẫn tôi mới chú ý, còn nếu mà không thì thôi, tôi cứ chờ đợi ngắn hạn ổn định rồi tôi tính. Trường hợp tiếp là trường hợp MB. Có nhiều nhà đầu tư lại không thích Techcombank, không thích CTG, thích MB. Thì đối với MB như hôm trước là tôi cũng đã vẽ cái Fibo trong quá khứ rồi, đúng không? Chúng ta nhớ cái Fibo trong quá khứ của MB đây. Đấy, dựa vào chu kỳ trước thì MB tạo đáy ở khoảng Fibo 0. Tạo đáy khoảng độ Fibo 0.786, đúng không? Đấy, chúng ta là tạo đáy ở Fibo 0.786 chu kỳ trước. Thế thì chu kỳ này chúng ta cũng sẽ tư duy như vậy. Như vậy là CTG nếu mà MB nếu mà tư duy giống như vậy ở với chu kỳ này thì cái Fibo 0.786 thì nó tận 11.5 cơ. Tức là nó vẫn còn cách rất là xa cái điểm hiện tại. Đấy, về đến 18.7 rồi, nhưng có thể nó sẽ chưa phải là điểm mua tối ưu. Rồi là chúng ta thử quan sát giá trị sổ sách của MB xem là có đưa ra một cái gợi ý cái điểm mua dài hạn hay không. Giá trị sổ sách của MB là vùng 15, như vậy là nó cũng chưa phải là vùng giá hiện tại, vẫn chiết khấu thêm. Như vậy là nếu mà là vùng 15 nó sẽ tương đương với cả Fibo 0.618. Như vậy là nếu mà có định xây dựng cái điểm mua CTG với tầm nhìn dài hạn thì tôi nghĩ sẽ hợp lý hơn nếu chúng ta chờ đến cái vùng 15. Đấy, tương đương với Fibo 0.618 trở xuống bắt đầu chúng ta cũng mua dần, hoặc mua trước 30-50%, phần còn lại chờ tình hình thị trường ổn định rồi tính tiếp. Đấy, thì chúng ta có thể xây dựng vào cái điểm này thì chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm rồi. Đấy, nó cũng chưa phải gần. Đấy, nếu mà gần nhất chúng ta thấy là gần nhất là Hòa Phát, rồi là gần là Techcombank, rồi là CTG, có vẻ sẽ điểm mua đang gần hơn, gần kề hơn. Còn MB có thể nhịp này tôi nghĩ là nếu mà kể cả thị trường về 1.000 chưa chắc là MB đã về được vùng 15 đâu, nên có thể là cổ phiếu này chúng ta sẽ phải gác. Đấy, nhiều khi là thích cái cổ phiếu đây nhưng lại còn phải tính vùng giá nữa cơ. Đấy, nhưng còn vùng giá chưa ổn lắm thì chúng ta cũng đừng nên vội vàng. Rồi trường hợp VP Bank thì sao? VP Bank chu kỳ trước của VP Bank, chúng ta xóa chu kỳ này đi đây này. VP Bank vẽ lại cái Fibo đáy chu kỳ này đây. Đấy, chu kỳ 2020 lên đỉnh 2021-2022 đây. Đây đỉnh chu kỳ đây. Đấy, chu kỳ trước nó lại lên nửa chừng, nó lại lên là từ 2017 nó lên, nó lại không lên từ đầu chu kỳ, nên sau đó chúng ta thấy nó còn giảm khỏi cái đáy. Như vậy là chúng ta không có cái công cụ tham khảo đối với VP Bank dựa trên Fibo thoái lui. Đấy, thì bây giờ chúng ta thử dựa vào cái giá trị sổ sách của VP Bank xem như nào. VP Bank nếu mà giá trị sổ sách thì tận giá 13.4, và nó nếu mà trùng với Fibo thì nó sẽ tương đương với ít nhất là Fibo 0.618 vùng 14 trở xuống. Như vậy là cổ phiếu này bây giờ giá 17 cũng vẫn cách rất là xa cái vùng 14 trở xuống, nên có thể là VP Bank trong ngắn hạn chúng ta cũng chưa thể nào mà nhìn thấy được cái mức giá này, kể cả khi mà thị trường tìm về cái vùng quanh 1.100.
Như vậy là tổng kết lại là với cái diễn biến thị trường hiện tại, chúng ta chưa nên tư duy nhiều ở chiều ngắn hạn. Nếu mà anh chị nào mà thiên hướng về ngắn hạn thì nên kết hợp với yếu tố dài hạn, tức là chẳng may mà ngắn hạn có sai thì có thể nắm giữ vào dài hạn. Thế thì có những cái cổ phiếu mà có thể chú ý là cổ phiếu như là Hòa Phát quanh vùng giá 18 này, 17 đến 18 này, đối với Techcombank là dưới 29 này, CTG quanh cái vùng 19 này, hay như là SSI dưới vùng 15, thì trong ngắn hạn thì có thể là dễ dàng có khả năng là đạt về. Sau đó thì nếu mà đạt về những mức giá đấy thì tôi nghĩ là dài hạn thì không nói gì rồi, nhưng rất có thể trong ngắn hạn nó có thể là cộng hưởng với yếu tố thị trường, nếu mà quá đà về cái vùng 1.000 sau đó bật hồi trở lại vùng 1.001. Đấy, bây giờ tôi tư duy là nếu mà đối với VN Index thì tôi nghĩ là cái điểm bán có thể xảy ra là canh bán ở quanh 1.001, và như vậy để tạo ra lợi nhuận trong ngắn hạn thì có thể điểm mua sẽ phải lùi về quanh 1.000, thế thì mới tạo ra cái lợi nhuận được. Chứ bây giờ nhìn thấy cái khả năng mà bán được cái vùng 1.130 đến vùng 1.140 có vẻ rất là khó khăn. Thế và như vậy là sẽ phải lùi xuống điểm bán quanh 1.090, và muốn đã bán như vậy thì sẽ phải mua quanh 1.000. Và chúng ta như vậy chúng ta cứ tư duy từng nhịp một thôi. Đấy, chúng ta cũng không cần phải vội vàng trong điều kiện thị trường hiện tại đâu. Chúng ta nhìn mà xem bây giờ ngắn hạn không khó ăn lắm. Đấy, không thể ăn được. Đấy, danh mục tổng hợp xác suất cách đây 10 phiên khuyến nghị 11 mã xác suất lãi là 9%, tức là chỉ lãi được một mã trong số 11 mã, rồi là bình quân cả lãi cả lỗ tận âm 17% trong vòng 2 tuần. Như vậy là quá rủi ro luôn nếu mà chúng ta tư duy ngắn hạn. Nên bây giờ chúng ta phải tư duy là kết hợp yếu tố dài hạn nữa, và muốn tư duy yếu tố dài hạn chúng ta phải tập trung vào những cổ phiếu đầu ngành, đặc biệt là những cái cổ phiếu mà trong các cái rổ chỉ số quan trọng như là Diamond rồi là VN30, kết hợp với có những tiêu chí cơ bản tốt, ví dụ như cơ bản A, giá trị A, tăng trưởng A. Đấy, rồi cần cái sự chiết khấu sâu đấy, dưới giá trị sổ sách, hoặc là về những cái vùng vùng mua tối ưu đo theo cái Fibo thoái lui trong những cái chu kỳ trước đó, chu kỳ giảm giá trước đó, để chúng ta tìm kiếm được cái vùng mua dài hạn tối ưu. Như vậy chúng ta phải kết hợp rất là nhiều yếu tố để chúng ta xây dựng cái điểm mua cho mình. Thế thì hy vọng những cái chia sẻ này của tôi thì có thể giúp ích được cho các anh chị và các bạn có thể tìm ra được những cái chiến lược phù hợp, cũng như có được một cái sự chuẩn bị cho những cái giai đoạn khó khăn sắp tới của thị trường. Đấy, thì còn nếu các anh chị còn những vấn đề khó khăn có thể liên hệ mở tài khoản đối với eBroker. Đấy, với ID 4088 trên cái phần mềm Smart One VPS, và khi đấy các anh chị có thể được tham gia các khóa đào tạo và các nhóm tư vấn trong phiên giao dịch của chúng tôi, để có thể có được thêm những cái gợi ý trong cái quá trình ra quyết định của mình. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của Đầu Tư Từ Đâu, và anh chị đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi để có thể cập nhật được những cái video mới nhất một cách sớm nhất.